Chiều qua, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh do đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và chương trình hành động số 42 ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại huyện Tam Đảo. Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chương trình hành động số 42 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn huyện Tam Đảo. Đồng thời đề nghị huyện Tam Đảo tiếp tục rà soát việc thực hiện các nội dung của nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy để đánh giá cho sát với tình hình thực tế. Trong báo cáo cần có minh chứng các số liệu cụ thể. Trên cơ sở đó, triển khai những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng hệ thống chính trị ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Huyện Tam Đảo cũng cần quan tâm đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền cấp dưới. Đối với những kiến nghị đề xuất của huyện Tam Đảo, đoàn kiểm tra tiếp thu, báo cáo Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.